nguyện cầu tháng ngày vọng ngần. Ôi mẹ Chúa thiên đường, mẹ ban cho hồn con xinh đẹp tựa hoa tinh trắng, nhuần thấm hương thơm nồng ngát bay nhẹ nhàng tới quê thiên đàng. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ, ơn mọi người nữ và Giêsu con bà gồm phúc lạ. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, như đã có trước, vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đoái thương ban cho chúng con một mẫu gương thật tuyệt hảo về đức tin, đức cậy, đức mến là Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con hôm nay khi sùng kính Đức Trinh Nữ Maria qua việc rước kiệu, dâng hoa và thánh lễ mừng người, chúng con không chỉ biết tạ ơn Chúa mà chúng con biết noi theo Đức Mẹ để luôn quan tâm đến anh chị em, luôn bày tỏ đức tin, đức cậy và đức mến, không chỉ trong nhà thờ nhưng còn trong cuộc sống thường ngày như Đức Mẹ vậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng ta cùng được ổn định chỗ ngồi để cùng với các con thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ. Với sứ mạng loan báo tin mừng
là một vườn hoa luôn được
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Trọng kính Cha xứ, kính thưa cộng đoàn. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau. Đó là tâm tình của Thánh Vịnh 133 và cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta thấy các đội hôm nay của đội dâng hoa của các giáo xứ, giáo họ trong miền Hoàng Nguyên đã quy tụ về bên mẹ để cung nghinh kiệu Đức Mẹ và dâng hoa đồng tiến kính Đức Mẹ kết thúc tháng hoa. Để mà được đẹp như hôm nay, đều như hôm nay, các em đã vất vả về đây tập trung mới được đều như thế. Chúng ta thấy như vậy, trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng chào nhau và chúc nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và cũng đặc biệt hơn là hôm nay cũng là ngày toàn thể giáo hội mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth. Thật là hạnh phúc vì chúng ta có một người mẹ thật là tuyệt vời. Mẹ là mẫu gương cho mỗi người chúng ta, ngay cả đời sống gia đình cũng như đời sống đức tin. Chúng ta hãy noi gương mẹ, biết ra khỏi chính mình để chia sẻ niềm vui có Chúa, chia sẻ niềm vui trao ban ân sủng đến cho anh chị em mình qua việc thăm hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày. Và trong tâm tình đó, chúng ta hãy thành khẩn ăn năn những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm. Và hôm nay xin cộng đoàn chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Anna Maria. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Là vua trên trời.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ngay khi còn kêu mang Thánh Tử Giê-xu, Thánh Mẫu Maria đã được Cha soi sáng và Người đã đi thăm bà Elisabeth. Xin cho mỗi người chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Sophonia. Reo vui lên, hỡi thiếu lữ Si-on, hò vang dậy đi Lào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu lữ Jerusalem, hãy lức lòng phấn khởi. Ánh lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến người phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem: Lạy Si-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa. Bao la.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh giờ anh Chúa. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elisabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vinh cho lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày lễ hôm nay là ngày lễ của niềm vui. Từ bài đọc số 1 cho đến bài tin mừng, chúng ta thấy niềm vui được nổi rất là rõ.
Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, reo vui lên là bởi vì làm gì thưa? Là bởi vì Chúa ở với ngươi. Và đặc biệt trong bài tin mừng, niềm vui thật là rõ ràng. Sau khi nghe sứ thần Gabriel truyền tin thì Đức Maria vội vã đi lên miền núi. Mẹ đi lên trong cái niềm phấn khởi là bởi vì mẹ được đầy ơn phúc. Trong cái nhìn của Kinh Thánh thì một người được đầy ơn phúc tức là người đó không còn thiếu một cái ơn nào cả. Đầy ơn phúc, mọi ơn mà Thiên Chúa ban tặng cho con người được tràn trào ở nơi Đức Mẹ. Đức Mẹ vội vã đi lên miền núi để chia sẻ niềm vui với người chị họ. Bởi vì niềm vui được chia sẻ thì niềm vui đó sẽ nhân lên. Và Đức Mẹ cũng đến để chúc mừng bà chị họ. Bà Elizabeth lấy chồng rất là lâu rồi, đấy nhưng mà không sinh được con. Và như chúng ta nghe bà Elizabeth nói trong tin mừng, Chúa đã cất nỗi khổ nhục của tôi. Lấy chồng mà không sinh con, với người Do Thái đó là một nỗi nhục, nỗi nhục không thể rửa hết được. Người ta ra đường không dám ngửa mặt lên, không dám xuất hiện ở nơi đông người, bởi vì với họ không sinh được con thì đồng nghĩa với việc người đó bị Thiên Chúa trục giữ. Mà người nào bị Chúa trục giữ thì mang trong mình một cái mặc cảm tội lỗi. Vì thế mà bà Elizabeth nói rằng Chúa đã cất khỏi tôi nỗi ô nhục. Vui lắm, vui không tả được. Và vì thế mà Đức Mẹ khi nghe bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì lên để chúc mừng. Rồi khi mà Đức Maria chào bà Elizabeth thì bà Elizabeth không chỉ tỏ niềm vui mà Gioan còn nhảy mừng ở trong lòng. Thánh Luca diễn tả rất là dễ thương. Khi mà nghe lời chào từ miệng Đức Maria, Gioan ở trong bụng nhảy lên vì vui sướng. Không chỉ sự gặp gỡ trong niềm vui của hai người mẹ mà còn sự gặp gỡ trong niềm vui của Đấng Messiah và người được Thiên Chúa chọn làm người mở đường. Hài nhi Giêsu trong lòng Đức Mẹ và hài nhi Gioan trong lòng bà Elizabeth. Đấng cứu độ gặp gỡ người sẽ mở đường cho mình, niềm vui rất là lớn. Và niềm vui ấy tràn trào ra nơi chúng ta, cho những người tin. Bởi vì khi mà chúng ta đón nhận ơn lành của Thiên Chúa, chúng ta là những người có phúc. Và khi chúng ta là những người có phúc thì chúng ta là những người có niềm vui. Mà rõ ràng là như vậy. Những ai mà đón nhận ơn phúc của Thiên Chúa thì đó phải là niềm vui. Bởi vì làm sao? Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Tất cả mọi người chúng ta đều được mời gọi trở nên thánh. Mà trở nên thánh thì đón nhận ơn lành của Chúa và sống trong niềm vui của Chúa, như bà Elizabeth và như Đức Mẹ Maria vậy. Trong suốt tháng năm này, chúng ta gọi là tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta thể hiện niềm vui một cách rất là rõ qua những cuộc rước kiệu, qua những việc dâng hoa và những việc làm đạo đức khác nữa. Và mỗi khi tổ chức rước kiệu Đức Mẹ thì luôn tạo nên cho chúng ta một cái sự phấn khởi. Cho dù bận rộn công việc, chúng ta vẫn thu xếp được. Cho dù có chuyện nọ chuyện kia, chúng ta vẫn cố gắng để tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ. Bởi vì chúng ta không chỉ đến với Đức Mẹ để xin ơn mà chúng ta còn vui mừng trong niềm vui của Đức Mẹ nữa. Và mỗi khi rước kiệu Đức Mẹ, chúng ta có kèn, có trống, có lời ca tiếng hát rất là phấn khởi. Và cách riêng hôm nay, trong khuôn viên nhà thờ của chúng ta có tới 7 đội hoa. Các em thiếu nhi đã thay cho chúng ta dâng lên Chúa những lời ca tiếng hát, những điệu múa để thể hiện niềm vui,
để tạ ơn Chúa và để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Đó là niềm vui chứ. Không vui làm sao mà chúng ta quy tụ trong cái bầu khí như thế này được. Và như cha Phó nói lúc đầu lễ, để có được những việc dâng hoa như thế này thì nó phải là một sự cố gắng và nỗ lực. Sự hy sinh của quý sơ, của những người phụ trách, và đặc biệt là của các em thiếu nhi. Không chỉ con gái mà cả con trai cũng dâng hoa nữa. Tôi theo dõi những buổi tập dâng hoa, phải nói là những người phụ trách và các em thiếu nhi rất là nỗ lực, rất là cố gắng vô cùng. Đó là một cái niềm vui lớn lắm. Cho nên chẳng có lý do gì mà chúng ta không chúc mừng và cảm ơn các em bằng một tràng pháo tay. Khi mà chúng ta đón nhận niềm vui từ nơi Chúa, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ. Đó chính là việc và ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Đức Maria đi chia sẻ niềm vui với bà chị họ. Và khi mà chúng ta mừng kính trong ngày lễ này thì chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ niềm vui cho những người chúng ta gặp gỡ, mang niềm vui đến gia đình của chúng ta, vào trong gia đình của chúng ta, mang niềm vui đến những người và những nơi mà chúng ta sẽ đến, mang niềm vui cho thế giới này. Đức Giáo Hoàng Francisco luôn mời gọi chúng ta vui, đặc biệt là trong cái thông điệp niềm vui tin mừng, thì Ngài nói lên cái niềm vui mà chúng ta đón nhận từ chính lời của Chúa. Khi chúng ta đọc, suy gẫm và tìm thấy ơn Chúa trong cuộc đời của mình, chúng ta đón nhận ơn lành. Và khi chúng ta đón nhận ơn lành, chúng ta chia sẻ cho anh chị em của chúng ta. Không chỉ chia sẻ mà chúng ta còn được mời gọi bắt chước Đức Mẹ, phục vụ anh chị em của mình. Đức Maria đi thăm bà Elizabeth và ở lại đó 3 tháng. Đến khi bà Elizabeth mẹ tròn con vuông, Đức Maria mới trở về nhà. Và cái việc phục vụ của Đức Mẹ Maria là phục vụ trong niềm vui, phục vụ trong đức tin, phục vụ trong lòng bác ái. Thế thì khi mà chúng ta đóng góp những cái phần của mình để mang lại niềm vui cho anh chị em của chúng ta, chúng ta cũng đang làm theo mẫu gương của Đức Mẹ. Niềm vui được chia sẻ, niềm vui đó nhân lên. Và khi mà chúng ta làm cho người khác vui được thì chúng ta cũng tìm thấy niềm vui cho chính mình. Cho nên có một câu ngạn ngữ người ta bảo rằng, nếu mà ai đó qua mỗi ngày sống đều làm cho người khác cười được thì người đó xứng đáng được lên thiên đàng. Ngày nào cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác, nhất là những người thân yêu trong gia đình của mình, thì người đó xứng đáng được lên thiên đàng. Chiều hôm nay lúc 3 giờ rưỡi, trước khi mà chúng ta rước kiệu Đức Mẹ, tôi có sang bên trung tâm khuyết tật để cùng với quý sơ, cùng với quý phụ huynh của các em kém may mắn đang học tại trung tâm khuyết tật cử hành cái lễ gọi là lễ tổng kết năm học. Một cái buổi lễ đơn sơ thế nhưng mà rất là ý nghĩa. Khi mà theo dõi các em hát, đọc thơ, múa, tôi thấy xúc động lắm. Với những trẻ em bình thường thì cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Nhưng với những trẻ em mà nó kém may mắn về nhận thức, kém may mắn về thể lý, mà các em có thể làm được những điều như vậy. Có một em đọc cái bài thơ Thương Ông rất là ý nghĩa. Có thể nó không hiểu bao nhiêu đâu, thế nhưng mà nó biểu lộ được ra như vậy. Đó là một cái niềm vui. Niềm vui của chúng ta là những người lớn, là niềm vui của gia đình, và đặc biệt niềm vui của những người đang giúp đỡ cho các em. Thế nhưng để có được những niềm vui như vậy thì quý sơ cũng phải vất vả lắm, giúp cho các em từng ngày, uốn nắn từng chút một. Từ việc giúp nó đi dép cho đến việc giúp nó biết mặc quần mặc áo,
chưa kể cái chuyện dạy từng chữ một. Đây nhưng mà cái mà chúng ta gặt được, đặc biệt là quý sơ gặt được, đó chính là cái niềm vui khi thấy những đứa trẻ đó có thể tự giúp cho mình và được lớn lên trong ơn nghĩa. Chỉ khi mà chúng ta dấn thân trong việc phục vụ và chia sẻ, chỉ khi mà chúng ta biết hy sinh, không ngại khó, không ngại khổ, bây giờ chúng ta mới mang lại niềm vui một cách thật sự cho anh chị em của mình. Và niềm vui đó sẽ không bị ai lấy mất, bởi vì nó đến từ nơi Chúa, bởi vì nó đến từ đức tin của chúng ta, nó đến từ lòng mến của chúng ta, nó đến từ niềm hy vọng mà chúng ta đặt ở nơi Chúa. Mà những gì đến từ nơi Chúa thì không thể nào bị mất được. Hôm nay một ngày lễ rất là hoan hỷ, chúng ta được mời gọi để tạ ơn Chúa, chúng ta được mời gọi để cảm ơn Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi để cảm ơn nhau. Nhưng trên hết, đó là chúng ta được mời gọi để xác tín niềm tin của chúng ta, niềm tin rằng Chúa luôn thương chúng ta, Chúa luôn muốn chúng ta vui vẻ mỗi ngày. Chúng ta được mời gọi sống cái lòng bác ái giữa cuộc đời này theo gương của Đức Mẹ, để làm cho cuộc đời của chúng ta dễ thương hơn, dễ thở hơn và đầy tràn niềm vui hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, để qua mỗi ngày sống, chúng ta luôn tìm thấy niềm vui qua ơn thánh Chúa ban, và chúng ta cũng biết mang lại niềm vui cho anh chị em chúng ta cách này cách kia, để nhờ đó gia đình của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, hội đoàn của chúng ta và những nơi mà chúng ta gặp gỡ luôn tràn ngập niềm vui có Chúa. Chớ gì được như vậy. Anh chị em thân mến, được tình yêu Chúa thôi thúc, Mẹ Maria đã mau mắn lên đường để viếng thăm, giúp đỡ và chia sẻ niềm vui với bà Elizabeth. Mong ước sống đức ái như mẹ, chúng ta dâng lời nguyện xin. Đức Maria vội vã lên đường, xin cho các nhà truyền giáo luôn được tình yêu Chúa thúc đẩy, nhận ra những nhu cầu cấp bách của cánh đồng truyền giáo, mà nhiệt thành hiến thân mở rộng nước Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, xin cho anh chị em tông đồ giáo dân nhận ra được khuôn mặt Đức Kitô nơi những người mà họ viếng thăm, để ngày càng nhiệt thành hơn trong sứ vụ mà họ đã lãnh nhận. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa cứu độ tôi. Xin cho các bạn trẻ đang chìm đắm trong tội biết nhận ra Đức Kitô hằng yêu thương họ, để cam đảm trỗi dậy và sống đời sống mới trong bình an và hy vọng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn nhận ra hồng ân Chúa ban, biết lấy đời sống yêu thương phục vụ tha nhân mà tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu bác ái tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con hằng biết noi gương mẹ, nhiệt tâm phục vụ Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận cử chỉ bác ái của Thánh Mẫu Maria khi người mau mắn đi thăm bà Elizabeth. Nay xin Chúa cũng thương chấp nhận của lễ chúng con dâng và cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày kính Đức Trinh Nữ Maria đi thăm viếng bà Maria Elizabeth của Đức Maria Diễm Phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con
khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng ở trên trời chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trả lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Bình an của Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Xin mình và máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho giáo hội biết ca tụng Chúa vì bao công trình kỳ diệu Chúa làm nên, và như xưa Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng, nay xin cho giáo hội qua bí tích thánh thể này cũng hân hoan đón rước Đức Kitô hằng sống, đấng hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.